Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức hội thi quất cảnh truyền thống Hà Nội năm 2024. Nghề trồng quất có mặt ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã nhiều năm và đây là nơi đã cho ra đời những cây quất cảnh thuộc hàng đẹp nhất của Hà Nội. Hội thi năm nay cũng ghi nhận nhiều dáng quất độc lạ để phục vụ thị trường Tết năm 2024. Cây quất bonsai có dáng long kết hợp với đu đủ, thể hiện sự ấm no đủ đầy, là một trong những sản phẩm quất được đông đảo người dân và du khách thích thú. Đây là một trong số 68 tác phẩm được đem đến dự thi tại hội thi quất cảnh truyền thống Hà Nội năm nay. Những cái tác phẩm làm ra hôm nay đều là mang những cái tác phẩm của long, rồng, phượng, đấy là những cái tác phẩm đẹp. Thì những người làm quất ra cái tư duy và cái sáng tạo người ta là làm ra làm sao những sản phẩm và phù hợp với cả cái thời gian, không gian và cái lịch sử văn hóa của đất Việt. Thì năm nay có những tác phẩm đẹp như là tác phẩm quần long hội tụ, là nhiều con rồng hội tụ một nơi, một đất, vùng đất thiêng. Và thứ hai là cuộc sống ấm no của người dân Việt là luôn luôn ấm no hạnh phúc. Năm nay chúng ta đưa ra những sản phẩm là cấy thêm đu đủ vào để cho nó có sinh động và nó có cái ý nghĩa cho cuộc sống của đời sống của người dân Việt. Các tác phẩm mang đến hội thi là sản phẩm cây quất truyền thống có tuổi thọ nhiều năm, được các hộ gia đình giàu kinh nghiệm trồng quất chăm tỉa. Mỗi tác phẩm đều được tạo dáng thế, thể hiện những thông điệp về cuộc sống, nhân sinh mà người xưa gửi gắm. Năm nay là năm Giáp Thìn, do đó quất được tạo hình chủ yếu là dáng long phượng để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Mỗi tác phẩm tham gia dự thi không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang những ý nghĩa sâu sắc, thể hiện nét đẹp tinh thần trong thú chơi của người Hà Nội. Trước đây thì cái quất truyền thống dùng cái hình dáng là cây quất thông rất là lớn, nó tốn diện tích đất rất nhiều. Thế cho nên là cái giá trị về thương mại nó không lớn, giá trị về thẩm mỹ nó không cao. Sau đó đến một thời điểm thì bà con lại hướng tới, tức là theo cái thị trường thì là làm những cây quất có cái dáng thế bonsai. Thế sau đó thì gần đây, đặc biệt là khi đô thị lớn thì các cái nhà, thì đặc biệt là những nhà chung cư thì mong muốn là phải có những cái cây quất nó nhỏ hơn, dáng đẹp nhưng mà lại được chơi trong ngày Tết. Thì bà con lại tiếp tục sáng tạo ra, đưa cây quất vào trong các lọ, các bình ở các cỡ để giúp cho bà con nhân dân được có một cái ngày Tết, được có cái cây quất để vui chơi trong nhà. Hội thi là hoạt động kết nối tiềm năng, gia tăng giá trị, phát triển bền vững những giá trị làng nghề truyền thống nói chung, tôn vinh nét đẹp làng nghề đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên, quận Tây Hồ, gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng miền mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là dịp để nhân dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn, mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổ chức hội thi thì đây là cái điều kiện để cho cái sự sáng tạo được phát huy, các nghệ nhân được giao lưu học hỏi. Đồng thời những ban giám khảo là những nhà kỹ mỹ thuật có chuyên môn thì người ta sẽ giúp cho cái kinh nghiệm truyền thống với cái khoa học để giúp cho nâng tầm cái giá trị truyền thống của các làng nghề cũng như là trong nông nghiệp. Các sản phẩm tham gia hội thi sẽ được trưng bày từ nay đến hết ngày 21 tháng 1 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên để nhân dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước thưởng ngoạn, mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Giá lúa gạo đang lập đỉnh và câu chuyện nông dân bỏ cọc bẻ kèo với doanh nghiệp để bán lúa ra bên ngoài vẫn là câu chuyện nóng ở các vùng lúa chuyên canh. Câu chuyện bẻ kèo bỏ cọc giữa người nông dân và doanh nghiệp vẫn chưa có hồi kết, bởi thực tế liên kết hai nhà hiện nay vẫn chưa có sự chặt chẽ. Tuy nhiên thì nhiều nhà nông ở Sóc Trăng vẫn đặt chữ tín lên hàng đầu với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, duy trì được mối quan hệ với doanh nghiệp cho dù ngay trong thời điểm giá lúa đang cao kỷ lục. Bà con trồng lúa tại Sóc Trăng cho biết, vụ lúa đông xuân năm 2023 vừa rồi, đa số bà con nhận cọc thương lái là 9.800 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đến ngày thu hoạch giá thị trường là 11.000 đồng 1 kg. Lợi nhuận chênh lệch khá cao, nhưng nhiều bà con trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã nhận cọc từ trước, nên giá có cao hơn cũng phải bán đúng với hợp đồng. Thì theo như tôi vô hợp tác xã thì coi như là giá bên mà ngoài dù cao cỡ nào đi nữa thì tôi cũng bán cho công ty. Bởi vì công ty nó cũng là định cái mức là coi như là giá mua là coi như cao hơn là mỗi một ký là 200 đồng. Bởi vì mình làm nhiều năm cho công ty này kia nọ là có uy tín, có khi gì khi khác thì coi như là có qua có lại vậy thôi. Trong liên kết sản xuất, hợp tác xã sẽ đứng ra làm đầu mối, hợp đồng sản xuất bao tiêu lúa cho bà con nông dân. Doanh nghiệp lo đầu ra, giá cả để đảm bảo nông dân có lãi để duy trì mối liên kết này. Do vậy, điều quan trọng nhất khi liên kết sản xuất
là cả doanh nghiệp và người dân phải giữ được chữ tín. Trước sự biến động lên xuống thất thường của giá lúa, nhiều lúc doanh nghiệp phải chấp nhận thiệt thòi hoặc chia sẻ một phần lợi nhuận để giữ chân nông dân. Mỗi năm thì cái giá cả của công ty thì có thể là hơi vượt trội hơn bên ngoài. Như năm nay, cái điều kiện năm nay thì nói chung ra bằng cái giá bên ngoài. Có nhiều lúc thấp hơn cũng có, như nông dân của người ta cũng là khấn khởi để mà ta liên kết cái sự lâu dài giữa cái nông dân và cái công ty. Để chuỗi liên kết này được bền vững, doanh nghiệp cần đảm bảo lợi ích cho nông dân và nông dân cũng cần giữ chữ tín. Hợp đồng với nhiều cái doanh nghiệp lắm, nhưng mà cái lựa chọn cái doanh nghiệp mà mình thấy cái chữ tín với nhau á, thì giữa thành viên và hợp tác xã và doanh nghiệp thì có giữ chữ tín với nhau thì mình mới làm lâu bền vững được. Có nghĩa là ví dụ giá lên hút cái mức trần của mình rồi, nhưng mà là mình có thể là mình giữ được cho doanh nghiệp, hoặc là doanh nghiệp thấy là cái giá lúa mà nó thấp quá, doanh nghiệp có thể nâng lên chút đỉnh thì hai bên nó thương lượng với nhau thì có khả năng là mình giữ lâu dài được. Vì vậy, giữa làn sóng bể kèo, nhiều nông dân Sóc Trăng vẫn quyết giữ chữ tín, được xem là cách để duy trì mối làm ăn lâu dài. Đôi bên cùng có lợi, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến sát khu vực biên giới nước ta, và từ đêm ngày 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vào khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa trời chuyển rét. Từ ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Ngoài ra từ khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 cho đến 6 độ và vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ sẽ từ 9 cho đến 12 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế dao động từ 13 đến 16 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày 22 tháng 1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Và trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao sẽ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Tại phía Nam, ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì có nắng từ sớm và nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong ngưỡng từ 29 đến 32 độ C. Còn đối với khu vực Nam Bộ sẽ ở mức nhiệt là 32 đến 34 độ. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ chiều tối và đêm nay có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Từ ngày 22 tháng 1, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét và biển động mạnh. Từ chiều và đêm ngày 22 tháng 1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía đông của Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Thưa quý vị, thời tiết chuyển rét đậm cùng với sự diễn biến bất thường của thời tiết khiến cho gia cầm giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho gia cầm, cụ thể là như sau. Và những ngày rét đậm, rét hại cần sưởi ấm cho gia cầm và đảm bảo nhiệt độ trong ổ úm là từ 33 đến 34 độ C, không thả gà ra vườn khi trời rét và vườn ẩm ướt. Cần đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi của gia cầm. Ngoài ra cũng nên cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để nâng cao khả năng chống bệnh cho gia cầm. Thường xuyên vệ sinh chuồng sạch sẽ và thay chất độn chuồng, định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hóa chất. Ngoài ra cũng nên thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm, đặc biệt là cúm gia cầm, Newcastle và Gumboro. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trong cả nước, càng trong ngày mai.